Xin chào mọi người, tên tôi là Phúc. Chào mừng mọi người đến với 3 giọt Sky Tower. Và tôi là người đồng hành cùng với các bạn ngày hôm nay. Bây giờ hãy bắt đầu đi khám phá tòa nhà cao nhất Thái Lan nào. Đi thôi. Yay, I can't wait. While we are moving, I will reveal an interesting fact about Bayok Sky Tower. The tower stands for 304 meters tall and it has 85 floors. It is known for its impressive revolving rooftop of observation deck. Mất bao lâu để đi được đến đỉnh tháp vậy? Chúng ta sẽ mất khoảng 50 giây để đi lên hết tòa tháp này và chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng được cái bầu chân trời của Thái Lan. Khu vực trước mắt chúng ta là nhà hàng buffet của Bayok Sky Tower. Và hãy cùng tôi vào thưởng thức ẩm thực của tòa tháp này nào. Wow, từ đây đã ngửi thấy được mùi hương thơm của đồ ăn rất là thơm rồi. I'm so hungry, hurry up. Yeah. Trong nhà hàng buffet này, bạn sẽ thấy được sự đa dạng phong phú giữa các món ăn, từ các món chính được chế biến cầu kỳ đến các món phụ được trang trí rất là bắt mắt. Và đặc biệt là ở đây nó sẽ có những cái món đến từ cả châu Á và châu Âu. Không biết là ở nhà hàng Nhật Bản này thì mình có những món gì ha? Ở nhà hàng Nhật Bản chúng ta sẽ có sushi này, sashimi, tempura và ramen, và chúng được chế biến sao y nguyên với cái hương vị truyền thống của đất nước Nhật Bản. And what about the Korean dishes? Do you have any recommend for us? The Korean section popular dishes like bibimbap, bulgogi and various type of kimchi. Each dish is prepared with authentic ingredients and flavors. Cái cách ăn dim sum ngon nhất là như thế nào ha? Chúng ta có thể dùng dim sum chấm với xì dầu, giấm hoặc là chấm với cả dầu cay theo tùy theo sở thích của các bạn. Hey, do you have any recommendation for desserts? Yeah, definitely don't miss our dessert section. We have a collection of traditional desserts such as cake, pastry, and a traditional Asian sweet such as mochi and mango sticky rice. Thank you for joining us today. We hope you have a delicious meal and have wonderful experience of our buffet. If you have any question or do you need any assistance, please feel free to ask. Cảm ơn em, chị sẽ thưởng thức món ăn này thật ngon. It's so amazing. Thank you for your information and your help. Thank Chúc you khách so ngon much. Miệng. Hãy nhấn like và follow fanpage Người Dân Khánh Hòa nói tiếng Anh để đón xem tụi mình sẽ đi đâu tiếp theo nào. Bye.